Anh mua chiếc xe này ngoài anh sử dụng ra thì anh còn sử dụng vào mục đích gì nữa không nhỉ? Tôi sử dụng chiếc xe này là tôi dùng để đi bán hàng về, bán hàng tăm với tăm tre về bông tai cọc là bông tai. À dạ vâng. À, anh Linh thì trước thì anh có hoàn cảnh hơi khó khăn một chút thì cũng Minh Nhật cũng được biết đó, và thì bây giờ thì anh sắm cái chiếc xe này thì ngoài phục vụ đi lại ra thì anh vẫn còn sức khỏe với lại mình anh bán hàng để nuôi gia đình cho mọi người nhé. Đó là một điều rất là tuyệt vời, và Minh Nhật thì cũng rất là cái cảm động về cái điều đấy. À, trước đấy thì anh Linh đi xe gì anh? Trước đấy thì tôi có đi xe đạp, hoặc đến chỗ thì tôi để đấy, tôi đi bộ để tôi bán hàng. À, rồi. Thì từ lúc lấy chiếc xe này bây giờ được mấy ngày anh nhỉ? 3-4 ngày. Tôi lấy được 3 ngày người ta cho tôi tiền để tôi mua xe. Vâng. Thì trong 3 ngày đấy thì anh Linh đi anh cảm nhận về cái mẫu xe này như nào anh? Chắc chắn không anh? Mẫu xe này chắc chắn tốt. Vâng. Nói chung là tôi ngọc vâng. Có nói vâng. Nó phục vụ được nhiều cái cho công việc của anh thôi. Hỗ trợ được nhiều. Hỗ trợ được rất là nhiều. À vâng. Xin ok, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Và cái mẫu xe này thì 3 chỗ ngồi cho nên là anh để được rất nhiều đồ mọi người nhé. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video tại Minh Nhật này. Cảm ơn mọi người.